Tại Trung Quốc, dòng sông Mekong được gọi là dòng sông hoang dã. Bắt nguồn từ những dãy núi của Tây Tạng, sông Mekong chảy qua tỉnh Vân Nam. Những người dân sinh sống dọc theo dòng sông Mekong có những truyền thống văn hóa, tín ngưỡng khác nhau. Vân Nam có lẽ là một trong những tỉnh có sự đa dạng văn hóa nhất của Trung Quốc. Tại đây, cuộc sống đang có sự thay đổi theo xu hướng hiện đại. Ở tận cùng phía bắc của Vân Nam, nơi tiếp giáp với Tây Tạng, một ngọn núi khổng lồ mọc lên giữa thung lũng sông Mekong, cao 6.740 mét. Ngọn núi Kawa Kapo cao nhất này là ngọn núi thiêng liêng đối với người Tây Tạng. Phía bên dưới những đỉnh núi đầy tuyết, dòng sông Mekong bắt đầu chảy xuống. Khó có thể nói chính xác đâu là nơi sâu nhất trong thung lũng. Ở đây, có một ngôi chùa nhỏ nhìn ra sông. Nó được xây dựng từ 1.000 năm trước, nhưng những công trình này mới được xây dựng 30 năm trước đây. Vào đầu những năm 1960, dường như tất cả các ngôi chùa đã bị phá hủy và đất được sử dụng để canh tác. Vào những năm 1980, những người dân làng lại được phép xây dựng những ngôi chùa mới. Giống như trong quá khứ, nó nhanh chóng trở thành một địa điểm quan trọng, không chỉ đối với những kỳ nghỉ, mà còn quan trọng đối với mùa hành hương. Ding Zhen, một người tới từ ngôi làng gần đó, đã trông coi ngôi chùa này được 5 năm. Ông quyết định trở thành nhà sư từ 10 năm trước. Trong quá trình đi tu, ông đã tới ngôi chùa gần với ngôi làng. Giờ đây, ông là nhà sư của ngôi chùa. Tuy nhiên, ông không cảm thấy cô đơn. Đối với ông, điều quan trọng nhất là phải coi Đức Phật ở trong tâm. Những người dân làng đến gặp nhà sư Ding Zhen với những tâm tư của mình. Họ cũng đến để được trò chuyện vì bị ốm hay gặp những vấn đề rắc rối. Người dân ở vùng cực bắc tỉnh Vân Nam gần như trái ngược với ở Tây Tạng. Ở đây tiếng Trung ít được sử dụng. Những người già không nói được tiếng Trung. Trong khi đó, đối với những người trẻ tuổi, chỉ ai nói được tiếng Trung lưu loát mới có cơ hội đến trường. Ở phía bắc của tỉnh, có một vài cây cầu bắc qua dòng sông Mekong. Thông thường người ta phải qua sông bằng dây cáp và con lăn. Trước đây, hệ thống vượt sông được làm bằng tre. Ngày nay, dây cáp được sử dụng. Chúng an toàn hơn, nhưng việc vận hành không hề dễ dàng. Bánh xe phải được đặt chắc chắn trên dây cáp và phải được bôi dầu. Tuy nhiên, thường có những vấn đề rắc rối xảy ra. Nếu bánh xe không được bôi đủ dầu, bạn sẽ không thể sang được đầu bên kia. Nhưng nếu như bánh xe quay nhanh quá, bạn không thể dừng lại kịp thời được. Arjen sử dụng dây cáp hàng ngày. Anh làm việc bên kia sông, nhưng làng của anh ở phía bên này, phía trên dòng sông Mekong. Việc đi xuống núi, vượt qua dây cáp và sau đó lại leo lên núi vào buổi chiều là vô cùng vất vả. Không thể đi đường vòng bởi vì cây cầu nằm ở phía dưới cách xa đến vài km.
các thung lũng hẹp và đầy thác gành. Ở đây, ở vùng phía Bắc, thể hiện rõ nhất lý do tại sao người ta gọi nó là dòng sông hoang dã. Tại nơi những ngọn núi mở ra, có những ngôi làng nhỏ sinh sống bằng canh tác nông nghiệp. Xizhou là ngôi làng có lịch sử đặc biệt. Giữa làng là ngôi nhà thờ Cơ Đốc giáo. Vào cuối thế kỷ 19, các nhà truyền giáo Pháp đã tới khu vực hẻo lánh này. Một số người dân Lishu, một trong những nhóm người dân tộc thiểu số của Trung Quốc, đã trở thành tín đồ Công giáo La Mã. Giống như nhiều người dân làng Xizhou, mỗi chủ nhật, Gu Gongdi và gia đình đều đến nhà thờ. Đã 3 năm nay, nhà thờ của làng lại có cha đạo mới. Trước khi nhà thờ được khôi phục trở lại nguyên bản, nó đã được sử dụng làm trường tiểu học trong nhiều năm. Vào năm 1951, các nhà truyền giáo Pháp buộc phải rời khỏi đây. Họ đã để lại dấu ấn ở làng Xizhou. Họ không chỉ để lại nhà thờ và niềm tin, mà còn để lại giống nho để sản xuất rượu lễ ban thánh thể. Hai ngàn mét phía trên những sườn dốc bên sông Mekong là những vườn nho tươi tốt. Ngày nay, hầu như mọi nông dân ở đây, bao gồm cả Gu Zhongdi, đều có một vườn nho. Trước đây rất lâu, việc trồng nho bị sao nhãng, không ai quan tâm đến thứ đồ uống do các giáo sĩ của Pháp chế biến. Kiến thức về việc trồng nho bị mai một, mặc dù vào mỗi mùa thu, nho vẫn được thu hoạch. Chỉ đến cuối thế kỷ 19, nho mới được quan tâm nhiều hơn. Tôi suy nghĩ nhiều về việc phải làm gì với cây nho. Tôi còn nhớ bác tôi làm như thế nào khi người Pháp còn ở đây. Vào năm 1997, tôi thăm bà ở Tây Tạng và hỏi bà xem bà có còn nhớ cách làm rượu vang như thế nào không. Bà đã giải thích cho tôi. Tôi về và hái nho, sau đó ép 25 kg đầu tiên. Loại nho mà người Pháp sử dụng chỉ được trồng ở đây, phía trên thượng nguồn của con sông Mekong. Nho đỏ được gọi là mật ong hoa hồng, không còn được trồng phổ biến ở châu Âu. Hầm rượu của Gu Gongdi, quá trình làm rượu của ông vẫn còn sơ khai. Không hề có công nghệ hiện đại, không có công nghệ đóng chai. Mỗi năm người ta chỉ nhập vài thùng nhỏ, đó là những gì chúng ta gọi là kinh doanh nhỏ lẻ. Hương vị khá ngon, Yu Gongdi cảm thấy hài lòng. Trước mỗi bữa ăn, cả gia đình đều cầu Chúa. Niềm tin Cơ Đốc giáo đã ăn sâu vào cuộc sống. Ông tự hào nói với chúng tôi rằng lễ rửa tội đã được gia đình thực hiện qua 6 thế hệ. Gia đình họ vẫn đủ sống và Gu rất muốn thực hiện giấc mơ của mình. Cháu Maria không lớn lên ở làng. Cô bé được gửi đi học ở trường nội trú trong thành phố. Gia đình muốn cô bé có cơ hội tốt, có công ăn việc làm tốt và không phải làm nông nghiệp ở làng. Giống như ở phía Bắc, một thời dòng sông Mekong vốn chảy rất mạnh qua toàn tỉnh Vân Nam. Nhưng điều đó giờ đây chỉ còn là quá khứ. Vài trăm km về phía nam, dòng sông giờ đây là khu hồ được tạo ra bởi con đập.
lòng sông nằm ở đâu đó và sâu dưới đó là một trong những cây cầu đầu tiên được xây dựng trên dòng sông Mekong. Cây cầu Qing Long đã 250 tuổi, trong khi đó cây cầu mới xây to hơn nhiều. Nó dẫn đến thị trấn Luxi. Nhờ có cây cầu cũ, Luxi một thời là trung tâm thương mại quan trọng của tỉnh Vân Nam. Vào thời Hoàng Kim, hàng trăm con ngựa thồ hàng có thể đi qua thị trấn nhỏ này mỗi ngày. Cao Xianzhou kể cho chúng tôi về thời gian khi con đường buôn bán chè lịch sử dẫn qua những ngọn núi, vượt qua dòng sông Mekong đã thu hút các thương gia như thế nào. Con đường buôn bán chè lịch sử rất nguy hiểm. Những chuyến đi vất vả và thiếu thốn, trong khi đó thường xuyên bị tấn công. Sau đó là vấn đề vượt qua dòng sông Mekong với những dòng xoáy nước. Trước khi những cây cầu được xây dựng, con người và động vật cần phải sử dụng bè mảng để qua sông. Nhiều tai nạn đã xảy ra. Sau đó, tuyến đường caravan mà cho đến giữa thế kỷ 20 nối liền Đông Nam Á với miền Trung Trung Quốc đã mang lại thịnh vượng cho người dân thị trấn Luxi. Ngày nay, thị trấn nhỏ nằm xa những con đường buôn bán và giống như một ngôi làng bảo tàng. Tại đây, bạn vẫn thấy đâu đó bầu không khí cổ xưa trước khi du lịch phát triển. Ngày nay, công việc nhà nông vẫn được thực hiện ở khu chợ lớn, mà một thời được coi là rất quan trọng. Cuộc sống ở đây rất vất vả và không có máy móc. Hầu hết những người trẻ tuổi đã rời đi tới các thành phố lớn để tìm vận may. Ngôi làng nhìn xuống dòng sông nên có tên gọi là Wan Gao Long, có nghĩa là lưng cong của rồng, giống như khúc cong của đoạn sông này. Đây là một vùng đất rất phù hợp cho việc trồng chè, thuốc lá, chuối và các cây thuốc. Những cây rum nở hoa được sử dụng trong y học truyền thống Trung Hoa. Loại cây này có tác dụng tốt trong việc điều trị chứng đau nửa đầu và rối loạn chức năng gan. Zhang Xuzhen thường hái hoa rum. Cô được trả 12 euro cho 1 kg. Nằm ngay bên dòng sông, ngôi nhà của cô đã bị nước sông sau khi đắp đập nhấn chìm. Dòng sông rất quan trọng đối với chúng tôi. Khi tôi sinh ra ở đây, nó vẫn còn hoang dã. Tôi thậm chí còn không dám chơi ở gần sông. Gia đình Zhang là gia đình làm nông truyền thống. Sản phẩm nông nghiệp ít ỏi của họ được bán ở chợ gần nhà, nhưng họ cũng không bán được nhiều. Mặc dù trà hoa rum được bán cho các nhà thuốc ở Trung Quốc với giá rất đắt, những người nông dân bên dòng sông Mekong chỉ kiếm đủ tiền để sống. Phong cảnh ở đây thật đẹp, nhưng người dân lại nghèo. Công việc làm ruộng vẫn chủ yếu làm bằng tay. Zhang Xuezhen muốn con gái của cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Con gái lớn của cô đã 18 tuổi, nhưng đã bỏ học, vì thế có thể sẽ lại tiếp tục công việc làm ruộng.
Tuy nhiên, Zhang Xuezhen muốn con gái út 12 tuổi là Yan Mei phải tốt nghiệp phổ thông và tìm việc làm trong thành phố. Có như vậy thì cuộc sống của cô bé mới có thể tốt đẹp hơn như những gì những người nông dân thường thấy trên TV. Giờ chúng ta đang ở Sichuanbana, phía nam của Vân Nam. Dòng sông đã chảy qua khoảng 1.000 km từ đỉnh núi Thiêng phía bắc. Thay vì những sườn đá dốc là những nông trường trồng cao su và những khu rừng tre, dòng sông Mekong đã chảy tới vùng cận nhiệt đới. Với những con đập được xây dựng ở một vài nơi, nhiều ngư dân phàn nàn rằng nguồn cá đã bị giảm rõ rệt. Bất chấp điều đó, Ajen, cháu gái của anh là Yu Gao và người hàng xóm đang cố gắng thử vận may. Họ là những người dân tộc Bulang, một trong những dân tộc thiểu số ở Trung Quốc có lịch sử và ngôn ngữ riêng của mình. Ajen và những người đi cùng khó có thể kiếm được tiền từ những mẻ lưới ít ỏi. Cá và tôm chỉ đủ cho nhu cầu ăn hàng ngày của họ. Đối với Ajen và 48 gia đình khác trong làng, cuộc sống trong những năm gần đây đã có sự thay đổi. Những nông trường cao su giúp họ có đủ tiền để trang trải cuộc sống. Thực tế, họ có thể kiếm được nhiều hơn trước đây, khoảng 10.000 euro một năm. Cuộc sống của họ có nhiều thay đổi. Hương vị được làm từ thịt khô và hành. Các món ăn của Vân Nam vô cùng đa dạng. Mỗi một dân tộc thiểu số đều có món ăn và cách chế biến độc đáo của mình. Những người dân làng ở Hong Tâu đã phải di chuyển chỗ ở. Họ thường nhận được khoản tiền đền bù hoặc họ nhận được một mảnh đất canh tác mới. Tại Trung Quốc, dòng sông Mekong khó có thể trở thành con đường thủy được, bởi vì trước đây nước sông chảy rất nhanh và nguy hiểm cho những con thuyền nhỏ. Và ngày nay lại có những con đập chắn ngang đường. Theo như dự tính thì có lẽ một ngày nào đó sẽ có tổng cộng 8 con đập trên dòng sông Mekong trong lãnh thổ Trung Quốc. Những con đập đang làm thay đổi dòng sông và quang cảnh của nó. Chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của con người và động vật. Chỉ sau dòng sông Amazon, sông Mekong là dòng sông có nhiều cá thứ hai trên thế giới. Các nhà bảo tồn giờ đây rất lo lắng cho loài cá heo quý hiếm, loài cá sấu và những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng khác. Bên cạnh con đập khổng lồ là Jing Hong, thủ phủ của Sichuanbana. Hầu hết người dân ở đây là người Thái, một dân tộc thiểu số khác có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Những người dân Thái đã sinh sống dọc theo dòng sông Mekong từ nhiều thế kỷ nay. Ngày nay, dòng sông trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Jing Hong không giàu có nhưng hiện đại và là một thành phố chức năng. Có hai chiếc cầu lớn bắc qua sông Mekong. Đã từ lâu, những cây cầu trở thành cầu nối quan trọng giữa hai bờ của con sông. Yu Xiangying đã làm đầu cho ngày Tết của người Thái. Lễ hội nước 3 ngày là một sự kiện lớn trong vùng. Cuộc sống hàng ngày đối với Yu vất vả hơn. Cô làm việc trên cánh đồng quê, vùng ngoại ô Dương Hồng. Dòng sông là điểm nhấn của ngày lễ hội năm mới. Trong 2 ngày đầu tiên, lễ hội diễn ra bên dòng nước. Yu Xiangyong
cũng đã tham gia với những người bạn. Gần như toàn bộ người dân nơi đây tập trung bên dòng sông Mekong. Đèn lồng treo bên sông là một truyền thống không chỉ đối với người dân Thái mà còn đối với nhiều dân tộc khác ở châu Á. Điều đó có nghĩa là xua đuổi những điều bất hạnh và đón nhận những điều may mắn. Dòng sông Mekong là dòng sông mẹ. Chúng tôi tự hào về dòng sông và nó giúp chúng tôi thực hiện được những ước mơ của mình. Cuối cùng, chúng ta cũng tới Guanlei và từ đây ta có thể dễ dàng xuôi theo dòng sông tới vùng châu thổ. Dòng sông đã đi được nửa chặng đường chảy ra biển. Ở phía tây là Myanmar, phía đông nam là Lào. Tại đây, dòng sông Mekong trong lãnh thổ Trung Quốc đã hết, thế nhưng nó vẫn còn tiếp tục vượt qua 2.500 km nữa để chảy ra Biển Đông.